Kênh đào phù Nam và ảnh hưởng đến Việt Nam, một góc nhìn tổng quan. Vào lúc 9 giờ 9 phút sáng ngày 5 tháng 8, 2024, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chính thức khởi công xây dựng kênh đào phù Nam Tắc Nô, một công trình quan trọng của quốc gia. Kênh đào này dài 180 km, rộng 100 m, sâu 5,4 m, cho phép tàu trọng tải 3.000 tấn đi qua, kết nối sông Mekong với vịnh Thái Lan. Kênh đào phù Nam, tên chính thức là dự án kênh đào Funan Techno của Campuchia, đang là một chủ đề gây nhiều tranh cãi và quan tâm lớn tại Việt Nam. Dự án này khi hoàn thành dự kiến sẽ có những tác động đáng kể đến lưu vực sông Mekong và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trên nhiều phương diện. Tại sao kênh đào Funan lại quan trọng? Sông Mekong là nguồn sống của hàng triệu người dân ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Dòng chảy và lượng nước của sông Mekong ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và sinh kế của người dân. Theo chính phủ Campuchia thì dự án kênh đào Phù Nam nhằm mục đích nối liền sông Mekong với biển, tạo ra một tuyến đường thủy mới phục vụ cho giao thông, thủy lợi và phát triển kinh tế. Như thế thì ảnh hưởng của kênh đào Phù Nam đến Việt Nam như thế nào? Dự án này có thể làm thay đổi đáng kể dòng chảy của sông Mekong, đặc biệt là trong mùa khô dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Điều này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm diện tích đất canh tác và ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng nông sản. Hệ sinh thái cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn khi môi trường sống của các loài thủy sinh thay đổi, dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản. Trong mùa mưa, kênh đào còn có thể tăng nguy cơ lũ lụt ở một số khu vực, đe dọa an ninh lương thực của Việt Nam, đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những lo ngại khác của Việt Nam. Việt Nam lo ngại rằng Campuchia chưa cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường. Cũng có mối quan ngại về sự mất cân bằng lợi ích khi dự án này mang lại lợi ích chủ yếu cho Campuchia, trong khi gây ra những tác động tiêu cực cho các nước hạ lưu, đặc biệt là Việt Nam. Hơn nữa, dự án này có thể vi phạm các hiệp định quốc tế về quản lý sông Mekong. Ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, kênh đào có thể làm thay đổi dòng chảy của sông Mekong, gây tranh cãi về biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là trong các vùng đất ngập lũ. Dự án này cũng có thể tạo ra một tuyến đường mới cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như buôn lậu ma túy, buôn người và rửa tiền. Sự tham gia của các cường quốc lớn, đặc biệt là Trung Quốc, vào dự án này có thể làm gia tăng cạnh tranh địa chính trị trong khu vực. Vai trò của Trung Quốc. Mặc dù Campuchia là quốc gia khởi xướng và chủ trì dự án, Trung Quốc được cho là một trong những nhà tài trợ lớn nhất. Trung Quốc cung cấp cả tài chính và công nghệ, kỹ thuật cho dự án. Điều này không chỉ là một hoạt động kinh tế thông thường, mà còn mang ý nghĩa địa chính trị sâu sắc, giúp Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở Đông Nam Á và cạnh tranh với các cường quốc khác như Mỹ, siết chặt cộng kềm chung quanh Việt Nam. Rõ ràng chính quyền Việt Nam không có bất kỳ ảnh hưởng ngoại giao nào đáng kể đối với Campuchia trong vấn đề dự án kênh đào Phù Nam. Chính quyền Việt Nam đã 4 lần chính thức đề nghị phía Campuchia chia sẻ thông tin về dự án này với lý do lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đồng bằng sông Cửu Long, một khu vực quan trọng về kinh tế và sinh thái của Việt Nam. Tuy nhiên, Campuchia đã kiên quyết từ chối, nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề nội bộ và thuộc thẩm quyền quyết định của chính phủ Campuchia. Ngay cả chuyến thăm gần đây của ông Tô Lâm trong vai trò chủ tịch nước Việt Nam tới Campuchia cũng không mang lại bất kỳ tiến triển nào liên quan đến việc thảo luận về dự án kênh đào Phù Nam. Việc không đề cập đến dự án này trong các cuộc họp cấp cao cho thấy sự hạn chế trong khả năng ảnh hưởng của Việt Nam đối với các quyết định chiến lược của Campuchia.